mình bị stress, cái mình bị mập. Rồi khi mình bị mập, mình có bị stress thêm. Có chứ. Đó, thấy chưa? Đó, nó liên quan với nhau. Đó, đó là một cái sự tác động hai chiều. Hai chiều. Chào cô. Chào em. Dạ. Cô là cô tên gì ạ? À? Để dễ nói chuyện ạ. Cô tên là Tracy Nguyễn. Dạ, cô Tracy. Mình coi như là mình bay từ Paris. Dạ. Về tới Sài Gòn. Dạ. Dạ. Rồi. Cô ơi, bây giờ thì khi mà về đây thì con có một cái thắc mắc là vì sao cô lại lựa chọn cái việc là quay trở về Việt Nam để lựa chọn những cái dịch vụ làm đẹp rồi chăm sóc sức khỏe của mình ở Việt Nam. Mặc dù là đi mỗi lần như vậy là tính ra là thời gian di chuyển nó cũng khá là mệt đó. Nói chung là thứ nhất là được về thăm lại quê hương. Yeah. Cái đó là coi như là chính đáng ha. Rồi là kết hợp, mình kết hợp với lại coi như là làm đẹp, giảm cân. Là tại vì là mình lớn tuổi, thành ra là cái béo phì của mình là sức khỏe. Thêm chút là coi như mặc cảm về cái quá khổ của mình chút, đúng không? Chứ còn nó là nói sao sức khỏe. Mình lớn tuổi thì mình phải nói trước cái sức khỏe là trên hết. Ví dụ cái nặng của mình là ảnh hưởng tới cái xương khớp. Đó, xương khớp. Rồi hả, tiểu đường. Rồi hả, cao huyết áp. Nghĩa là nó ảnh hưởng tới rất là nhiều về vấn đề sức khỏe. Đó. Rồi cô nói cái khớp, cái tự nhiên cái con giật mình liền luôn á. Tại cô biết sao không? Thực ra khi mà mọi người biết con á, là mọi người cũng sẽ thấy một hình ảnh trước đây của con là cũng tròn trịa lắm. Và con tự xác định luôn là tròn trịa dễ thương, kiểu như con tự ám thị như vậy á, cho đỡ buồn á. Và đặc biệt á, là cũng chịu khó nhìn ngắm những cái nhân vật, những cái người mẫu mà chubby á, những cái người mẫu tròn tròn á, để mình học theo những cái phong cách ăn mặc để mình đi làm. Cái con đâu có ý thức được cái việc là mình cũng rất là quá khổ. Tại vì đặc biệt là quá bận để chú ý vô việc khác đó cô. Đến một ngày cô ạ, ngày đó không hề đẹp trời đâu. Cái ngày đó là không có đẹp trời. Đau khớp. Và trời ơi, ở một cái độ tuổi trung niên thôi, chớm trung niên. Không, con nghĩ là trung niên đậm đà chứ. Bốn mấy mà. Đau khớp, bị bác sĩ la quá trời. Bác sĩ nói là em ơi, ở cái tuổi của em có thể bệnh gì chứ không thể bệnh đau khớp được. Và cái công việc của con lại là công việc đứng lớp rất là nhiều. Và lúc đó mình mới thấy rằng là vượt lên trên mọi câu chuyện về đẹp, về hình thể là thầy sức khỏe, thầy cái khớp. Tại không né được cô. Ví dụ như cô nói là thôi kệ, tôi mặc phong cách này, tôi mặc phong cách kia, tôi không đẹp kiểu này thì tôi đẹp kiểu khác. Nhưng mà không ạ, đau khớp thì không có. Dạ, không có kiểu nào hết, chỉ có một kiểu đau thôi ạ. Cho nên là khi mà cô đạp vô đây tự nhiên con thấy ký ức sống dậy dễ sợ luôn. Và giày cao gót là một cái điều mà đối với con nó rất là xa xỉ. Mình đối với mình bây giờ là xa xỉ đó. Cho nên là đến một cái ngày mà mang lại được giày cao gót chắc vui lắm cô ha. Đó. Dạ. Bây giờ là coi như là sức khỏe trước tiên là cái khớp. Mà mình đó là mang giày cao gót là rất đẹp. Thí dụ mình đi cái dáng đi nó uyển chuyển không? Nó cái dáng đi nó là mang giày thì tự nhiên dáng đi nó đẹp. Thấy người mẫu là ta phải đi sàn cách quốc là ta mang giày cao gót không? Nhưng mà mình mang không được, mình mang là cả cái thân hình của mình nó đổ vô cái gót chân thì nó là nó sái, đúng không? Thành ra là nó cũng có tiềm ẩn rất là nhiều. Thế thì mình dắt một cái mình té một cái, đúng không? Nguy hiểm nữa. Thành ra là cũng mong muốn rất là coi như mãnh liệt cái mong muốn nó nung nóng là mình phải giảm cân. Để mà nó nhiều cái yếu tố sức khỏe, rồi là coi như là được tự tin, được đẹp một chút, đúng phải không? Mặc dù mình lớn tuổi nhưng mà có ai cấm cản mình lớn tuổi phải coi được chút, phải không? Đúng là đi đôi, gọi là đầu tiên á, cho cái câu chuyện mà chăm sóc gọi là cơ thể nè, giảm béo, là chúng ta luôn luôn ưu tiên cho cái câu chuyện là sức khỏe. Nhưng mà mọi vấn đề nó đều sẽ đồng bộ với nhau. Khỏe thì sẽ đẹp, giống như mình vừa mới nói với nhau cô ha, là khớp gối của mình mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát thì kiểu gì thì sau đó là mình sẽ lựa chọn cái giày cao gót ngay lập tức. Đúng rồi. Cái tự nhiên là được đẹp. Thì việc mà tôi khỏe thì tôi sẽ tìm đến cái đẹp thôi. Thì dẫn đến một cái thường con thấy cộng đồng hay phản ứng là đẹp thì tôi chỉ thấy là mấy bà làm đẹp là vì đẹp thôi. Ai cũng nói là đâu có đâu, tôi đi làm đẹp, rồi tôi đi giảm béo, rồi tôi đi chăm sóc cơ thể là vì tôi quan tâm đến sức khỏe đấy chứ. Nhưng mà không thấy, tại vì mấy bà mê đẹp.
mà ví dụ như ở tuổi của cô đi, con thì khi con ngồi đây là con rất là ghi nhận cái sự nghiêm túc trong cái việc là mình chú ý đến cơ thể nè, mình chăm sóc cho bản thân. Tuy nhiên thì trong một cái định kiến nhất định của xã hội thì vẫn còn có những cái dư luận mà người ta cho rằng là thôi ở cái tuổi này rồi thì chơi với con cháu đi, kể ở nhà rồi. Đi đi ra đi vô đi, có đâu mà mấy cô mấy dì giờ này là còn hả giảm béo rồi hả rồi đi gọi là chăm sóc sắc đẹp này kia nọ, tốn kém rồi đặc biệt là vẽ chuyện. Thực ra thì với tư cách là một cái người mà mình rất là đầu tư, rất là chú ý để tham gia vào những cái dịch vụ như thế này, thì cô thấy rằng là khi mà mình được hưởng thụ những cái dịch vụ như vậy thì cô thấy cái giá trị mà cô được nhận lại, đẹp là có nè, trẻ là có, mình không bàn nữa, nhưng mà cô thấy cái đời sống tinh thần của cô hoặc là những cái giao tiếp xã hội mà cô cảm nhận được khi mà mình sử dụng những cái dịch vụ này thì thực ra nó có thay đổi gì không cô? Thay đổi nhiều chứ. Dạ. Thay đổi rất là nhiều. Thí dụ bây giờ mình nói là cái nghề của mình đó là mình là chủ một cái nhà hàng. Tất nhiên là người ta tới người ta gặp, bà chủ là chủ, thấy không? Thì tất nhiên là mình cũng phải coi cho được một chút. Mặc dù nhiều khi người ta nói mình ôi già rồi còn xít xỏ làm chi, thấy không? Thôi mình nói thôi bây giờ mình là ý của mình, ý riêng của mình, dạ. Không nghe người ta nói, thấy không? Thì mình làm đẹp trước hết là công việc làm ăn của mình, dạ, đúng. Sức khỏe của mình. Có cái chuyện người ta nói thì bà kệ, không ảnh hưởng gì tới mình, dạ. Thấy không? Và đặc biệt đó là chuyện của mình mà. Chuyện của mình. Thành ra ai nói kệ người ta, kệ. Mình chỉ muốn mình làm sức khỏe, công việc làm ăn nha, là mình tự tin là ngon lành rồi. Dạ. Con hỏi thêm một tí cô Tracy là trong gia đình của mình á thì con cháu của mình ở nhà là có ở gần cô không? Con cháu hả? Không có ở gần. Con nhỏ con gái là luật sư, không có ở gần. Là con đi hoài, con cháu ngoại cũng đi hoài, con cháu ngoại về marketing rồi, con đứa con gái vậy thôi. Rồi ông xã thì theo vợ bé lâu rồi, bị stress thì nên mới mập vậy đó. Bị stress cái bị mập luôn. Thì lúc đó mình lo làm, mình sống ở đất khách quê người, mình phải làm có tiền chứ. Không có làm có tiền lấy gì mà coi như tại là. Tại vì con hỏi cô nè, mình bị stress cái mình bị mập, rồi ngược lại nha, cô tự kiểm nghiệm lại giùm con, rồi khi mình bị mập, mình có bị stress thêm không? Có chứ. Đó, thấy cái chưa? Nó liên quan với nhau. Dạ. Nó là một cái sự tác động hai chiều. Rồi, tại sao con lại hỏi về cái câu chuyện con cháu? Bởi vì á, nó có một cái gọi là nó có một cái vấn đề sau đây. Thực ra thì cái việc mà người lớn tuổi quan tâm chăm sóc đến yếu tố làm đẹp của bản thân, chăm sóc bản thân, nó cũng là một cái hoạt động mà ở đó làm cho họ cảm thấy họ tin vào bản thân mình nhiều hơn. Và khi họ vui hơn, họ cũng làm cho cái mối quan hệ giữa họ với con cháu nó trở nên ôn hòa hơn. Thì không biết điều này nó có đúng với cái trường hợp của cô Tracy không? Mình thì là ở nước ngoài mà con cái thì ở riêng, ở xa chứ không, không có ở gần. Mỗi người một cái nghề riêng. Thành ra là coi như là đôi khi nó cũng có tụ họp lại thăm hỏi mình, bạn bè thường là hay mua cho mình những cái áo mà dưới cái size mình. Mình hỏi ủa sao con kỳ vậy, mẹ là XL mà con mua size L là sao, thì để cho mẹ có động lực. Có động lực bây giờ mẹ mặc không vô thì bây giờ mẹ phải ráng làm sao giảm cân làm sao để mà vô. Chơi vậy á. Thực ra thì đó cũng là một cái tâm ý. Con nghĩ đó cũng là một cái tâm ý. Điều này cho thấy rằng là thực ra thì cái việc mà người lớn tuổi chúng ta để ý tới cái việc chăm sóc cơ thể, để ý đến cân nặng, kiểm soát cân nặng, nó cũng là một cái sự quan tâm của con cháu đó. Và cái việc mà các bạn ấy mua quần áo mà lại dưới một size là một cái thông điệp, một cái hành động để chỉ báo rằng là mẹ phải giảm cân đó. Đúng, phải giảm cân hoặc là phải làm cái gì đó đi để được thụ hưởng cái món quà này. Đó. Và điều này vô tình làm cho người lớn sẽ dùng 24 giờ một ngày của mình thay vì ngồi buồn về tuổi già,
buồn về sự cô đơn, buồn về làn da nhăn, buồn về lượng mỡ thừa, thì thôi bây giờ mình đi làm đẹp. Đúng rồi. Đó, thì thôi bây giờ mình sống vui vẻ lên. Đó. Đúng hả? Đó. Dạ. Đó. À, vậy thì với cái việc mà mình cũng ở một cái giai đoạn đặc thù của cuộc đời, thì cái những cái liệu pháp mà cô lựa chọn để mà mình giảm béo, thì cô thấy là cô có lưu ý cái gì không cô? Cô đó thì cũng nhiều cái phương pháp giảm béo lắm rồi. Dạ. Và coi như là nào nhịn ăn, nào là coi như là uống trà, nào là tập này kia, tập rồi massage bụng, rồi là coi đi phương pháp này phương pháp kia. Dạ. Nghĩa là cũng là coi như tích cực, nhưng mà nó cũng không có như mong muốn. Nhưng mà bây giờ là cô thấy là ở đây cô nghiên cứu cũng cả năm rồi. Dạ. Cả năm rồi, nghiên cứu cả năm rồi. Bây giờ là kết cục là phải quyết tâm về đây, ghé lại đây. Dạ. Để mà coi như là giảm cái cục mỡ này. Dạ, con nghĩ là ngồi máy bay 12 tiếng thì là thể hiện sự quyết tâm rất là quyết liệt rồi. Quyết tâm. Cô yên tâm đi, ngồi máy bay 12 tiếng. Rồi sau đó con nghĩ là quyết tâm cỡ 3 tháng thôi. Còn 3 tháng thôi mà đó là cơ địa của con thôi. Mà mỗi người là sẽ có một cơ địa khác nhau. Nhưng mà con chỉ lấy gọi là một cái ví dụ thôi, một cái ví dụ có thật trên đời thôi. Đó. Thì 3 tháng không ta, con nghĩ là để con tính, để con nhẩm, nhiều khi con cũng 3 tháng hơn một xí. Thì đó. Dạ. Thì tính đến thời điểm này thì là 17kg 300g mỡ. Mỡ. Dạ. Dĩ nhiên là phải là một cái liệu trình mà ở đó đòi hỏi cái sự nỗ lực chỉ định đúng và rồi. Cả sự nghiêm túc nữa. Dạ. Coi như là cho mình một cái program để mà mình làm, coi như là mình tuân thủ theo đó, để mà mình coi như là giảm bớt cái mỡ thừa của mình. Dạ. Cho con thích cái từ tuân thủ của cô đó, phải tuân thủ đúng. Nếu như ai mà xin vía của mình sẽ nhả vía hai chữ tuân thủ cho các bạn. Tuân thủ là mới phải được, chứ còn nếu mà mình làm mà mình một cách mà coi như là amateur, amateur là không được. Mình phải quyết tâm, tuân thủ những cái mà coi như là chuyên gia đưa ra cho mình như vậy. Rồi, con hy vọng là lần sau con gặp lại cô Tracy là cô Tracy sẽ mặc size dưới size L. Dưới size L. Chà, cái đó là hạnh phúc quá, Rồi, con chào cô. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Rồi.